đây nữa này. Đấy. Em sẽ làm cho anh vui. Sao? Như thế đã đủ chưa? Nếu như em làm tốt, chị sẽ trả gấp đôi. Nhưng việc gì mới được? Việc mà em sắp làm thuộc nghề của em đấy. Tôi không muốn dính gì đến pháp luật đâu đấy. Tất nhiên là không rồi. Nhưng việc này hơi tế nhị. Chị muốn em ngủ với chồng chị. Cô đã nhớ kỹ chưa? Dễ thì mà. Nhưng tôi không hiểu chị làm thế để làm gì. Còn làm gì đấy là việc của tôi. Chỉ sợ lúc ấy chị nổi máu ghen lên thì phiền lắm. Thôi thôi, vào đi. Anh Khôi phải không? Vâng. Em là bạn anh Quốc. Anh Quốc nhờ em tới đây. Anh đứng đấy làm gì? Lại đây. Nào. Anh Quốc bảo em phải chăm sóc anh chu đáo. Tối nay mình sẽ có trận đã đời. Anh sao thế? Em mang rượu đây này. Nào. Kìa anh. Đây. Đây nữa này. Đấy. Em sẽ làm cho anh vui nhá. Đấy. Cô khốn đi. Đồ điên. Có điên mới ở với ông. Đồ ngu. Miếng ngon đến mồm lại không ăn. Bảo sao vợ nó bỏ. Phương Anh. Đấy là bạn của Quốc. Em vào nhà đi. Em quên tập bản thảo ở nhà ấy mà. Thôi em đi đây. Anh có biết không? Trong 10 người tôi quen biết thì có đến 9 người rưỡi nói là tôi đang rất hạnh phúc. Có một đứa con trai rất là ngoan. Và một đức ông chồng không bao giờ biết cằn nhằn.